Mới đây, Bộ Công an cho biết đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Dự kiến sẽ thay thế nghị định 167/2013. Dự thảo thay thế nghị định 167/2013 được cho là dự thảo liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, đời sống xã hội nên được nhiều người quan tâm. Đáng chú ý trong dự thảo lần này, Bộ Công an đã bổ sung thêm hẳn một điều mới quy định xử phạt về vi phạm quy định trong xây dựng, quản trị và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Theo đó, tại khoản 3, điều 22 của dự thảo quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân nào thực hiện một trong những hành vi cung cấp, khai thác trái phép thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Cố ý làm lộ bí mật thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú, truy cập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Ngoài ra, nếu người nào thực hiện hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động bình thường của trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ phải đối diện với khung phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng. うん。<music>